those days that you always seem like, I'm not doing that, you told someone like, when, you know, I'm not done. Lạy Thiên Chúa mến yêu, Chúa đã ban cho các bà mẹ được cộng tác với Chúa, sinh ra các con cái và nuôi dưỡng chúng cho đến ngày trưởng thành. Xin Chúa hãy chúc lành cho những người mẹ này để họ luôn là những người mẹ thánh thiện và luôn mãi là gương sáng của đức tin và tình yêu. Xin cho những người mẹ này luôn có lòng nhân từ, nhẫn nại và hy sinh cho mái ấm gia đình. Xin Chúa hãy cho các con cái của họ luôn tôn trọng và kính mến người mẹ hiền của họ và luôn tìm đến vòng tay yêu thương của mẹ trong suốt cuộc đời. Và xin Thiên Chúa toàn năng là cha và con và thân thần ban phúc lành cho chị em. Năm nay chúng tôi có rất nhiều món quà để mà lựa chọn để mà tặng quý bà. Những món quà đó sẽ là một cái áo dài, là một đôi giày, hay là một cái purse, cái món, hay là một vé đi đi mát, được không? Những món quà rất là tuyệt vời, phải không? Nhưng mà chúng tôi là những món quà tuyệt vời này cho chồng và các con quý bà nhé. Ok, và bây giờ xin mời quý bà lên đây, chúng tôi cũng món quà lên họ tặng cho quý bà. Thank you.
Thank you.